có dịp đi du lịch Phú Yên, bạn đã được khám phá và thưởng thức hương vị ẩm thực Phú Yên đầy đặc trưng của vùng đất này hay chưa? Mảnh đất ven biển miền Trung với cái nắng gay gắt, gió thổi trên những đồi cát và cả hương vị mặn mòi của biển cả đã tạo cho Phú Yên một nền ẩm thực bản địa đầy đặc sắc. Hãy cùng theo chân blog du lịch, cùng nhau khám phá đặc sản ở Phú Yên ngay bây giờ nhé! Một, đặc sản Phú Yên bò một nắng. Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến đặc sản Phú Yên thì bò một nắng lại là gợi ý mà bất kỳ người dân bản địa nào cũng sẽ dành cho bạn. Bò một nắng không xa lạ với nhiều người, chúng có tại rất nhiều địa phương. Vậy nhưng bò một nắng ở Phú Yên mới thực sự là trải nghiệm đã, thỏa mãn vị giác của người thưởng thức. Đây là món ăn được chế biến từ thịt của loài bò mà chăn thả tự nhiên trên các đồi cát, đồng cỏ. Chúng hoàn toàn không sử dụng các thực phẩm tăng trọng, nên chất thịt chắc, mềm, thơm ngon. Hương vị của món bò một nắng chính là sự lắng đọng, hòa quyện của các nguyên liệu chọn lọc, cùng với đó là phong vị ẩm thực của miền biển Phú Yên. Một chút nắng gió hòa quyện tạo nên món ăn không thể khác biệt với bất kỳ nơi đâu. 2. Cá ngừ đại dương tươi, đặc sản Phú Yên. Khi nhắc đến các địa điểm du lịch Phú Yên thì người ta không chỉ nhớ về một Phú Yên duyên dáng với rất nhiều địa danh đẹp mang dấu ấn lịch sử như là núi Nhạn, gành Đá Dĩa, địa đạo Gò Thị Thùng, cảng Vũng Rô, mà còn là một Phú Yên tinh tế cùng với những món ngon mang đậm tình dân quê. Có lẽ một trong những món đặc sản ở Phú Yên mang lại nhiều ấn tượng nhất cho du khách khi một lần thưởng thức tại đây chính là món cá ngừ đại dương. Với món đặc sản cá ngừ tươi sống chấm với mù tạt, người dân địa phương quen gọi là bồ tạt. Cách thưởng thức món đặc sản Phú Yên cá ngừ đại dương rất là đa dạng vì nó tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Cách ăn là chấm một miếng cá và hỗn hợp nước chấm để có được hương vị thơm ngon và đúng điệu Phú Yên nhất. Một vài người có cách thưởng thức thú vị là chấm cá ngừ vào một ít chanh, nhiều mù tạt để cho cái vị hăng nồng của mù tạt lan qua khắp mặt, cay tới chảy nước mắt. Một đĩa cá ngừ đại dương từng được gọi kèm với rượu ngon để trung hòa giữa cái lạnh của từng thứ cá với cái nóng ấm của rượu. 3. Món ngon Phú Yên khô mép cá ngừ đại dương. Món ăn đặc sản Phú Yên này vô cùng nổi tiếng, không chỉ với người dân bản xứ mà còn đối với những người khách du lịch từ khắp các phương đến tham quan. Khi đã lọc hết xương khi chế biến cá ngừ, người dân sẽ đem đi rửa sạch thịt cá rồi thái lát thành từng miếng sao cho mỏng nhất. Phần mép cá và thịt cá thì được người chế biến đem đi tẩm ướp đầy đủ các loại gia vị để món ăn được hấp dẫn hơn rất nhiều. Sau khi thịt và mép cá đã ngấm đều các gia vị thì chúng sẽ được đem đi phơi khô trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc là tại các lò sấy công nghiệp. Khi bạn muốn thưởng thức món ăn ngon Phú Yên này thì có thể nướng chúng lên, nhưng phải nướng cho đúng cách thì mép cá ngừ mới ngon và thơm cho chuẩn vị được. Bạn nên nướng cá trên bếp than hồng. 4. Muối kiến, đặc sản Phú Yên năm qua. Muối kiến vàng Phú Yên là đặc sản Phú Yên được làm từ con kiến sống ở trên cây, có thành phần dinh dưỡng cao, đạm từ 42 cho đến 67% và có 28 loại axit amin. Ngoài ra nó còn có rất nhiều nguyên tố và khoáng chất khác bổ dưỡng. Con kiến vàng là loại côn trùng chuyên sống ở trên cây trong rừng hay là các vườn cây ăn trái. Sau khi bắt về, cho lên chảo rang sơ, kiến và trứng kiến. Sau đó cho thêm gia vị như là muối, ớt và cối và giã nhuyễn với một loại lá rừng đặc biệt, trở thành muối kiến vàng Phú Yên. Muối kiến vàng Phú Yên còn là một chấm rất là ngon và lạ miệng của cóc xanh, xoài sống, ổi xanh. Muối kiến còn dùng để ăn với cơm nóng, thịt luộc, thịt nướng. 5. Cháo hàu, đặc sản Phú Yên. Phú Yên có rất nhiều món hải sản hấp dẫn, trong đó không thể không nhắc đến các món chế biến từ con hàu ô loan. Hàu ô loan thịt ngọt, các đầu bếp có thể chế biến các món Á, Âu đủ kiểu, nhưng bình dân, giản dị mà quyến rũ nhất vẫn là món cháo hàu và hàu xáo mướp. Người miền Trung thì hay ăn kèm món này với bánh tráng nướng, tạo ra một hương vị và cách ăn rất đặc trưng. Vị ngọt đậm, ngậy ngậy của hàu làm cho món cháo trở nên sóng sánh, thơm nồng với chút tiêu, hành ngò sắc nhỏ. Với món hàu xáo mướp thì cũng mùi vị ấy, quyện với mùi thơm của mướp hương, từ bếp tỏa ra hương thơm thu hút người thưởng thức. Đối với cách ăn của người miền Trung nói chung, người Phú Yên nói riêng cũng tạo nên nét văn hóa trong ẩm thực. Riêng món cháo hàu và hàu xáo mướp đặc sản Phú Yên này, dứt khoát phải có bánh tráng nướng. Bánh tráng mè nướng thì càng tốt, vị thơm thơm béo béo của mè nướng càng làm cho món ăn gia tăng hương vị. 6. Đặc sản Phú Yên, cua Huỳnh Đế. Được ngư dân tôn xưng là vua của các loài vua, cua Huỳnh Đế là đặc sản của vùng biển Phú Yên. Cua Huỳnh Đế to bằng bàn tay xe, mình khung tròn, nhìn rất giống con bọ khổng lồ, hay có con hình dáng như loài rùa, đầu cua thì hơi chúi xuống, có màu đỏ hồng, mai hình vuông, càng và que ngắn, đầu cua dài và có nhiều râu. Nhìn vào ngoài của cua Huỳnh Đế đã thấy ấn tượng rồi, nhưng khi ăn thì mới hiểu vì sao mà loài cua này được tôn là vua của các loài vua. Bởi thịt của cua Huỳnh Đế thơm ngon, thớ thịt săn chắc, bổ dưỡng với độ đảm cao. Món ăn hấp dẫn và giúp cảm nhận hết độ ngon của cua Huỳnh Đế có lẽ là món cua hấp chấm với muối ớt. Thịt cua săn chắc, trắng muốt, chấm cùng với muối hột được giã chung với ớt xanh cùng với chút bột ngọt sẽ quyến rũ bất cứ ai. Và mới hiểu lý do mà từ thời xa xưa thì loài cua này đã là món ăn được vua chúa yêu thích, đồ ngon được sánh ngang với cá tuyết đen hay là cá hồi đỏ. 7. Sò huyết đầm Ô Loan. Vì sao sò huyết lại là đặc sản của Phú Yên? Bởi vì sò huyết đầm Ô Loan có vị ngọt, béo, đậm đà cùng với lớp thịt dày, tươi ngon, do thường xuyên được đánh bắt chứ không phải dùng các phương pháp bảo quản độc hại và mất đi chất dinh dưỡng vốn có của loài sò huyết. Nhưng một số nhà hàng, quán ăn, cơ sở cung cấp của những vùng không chuyên vẫn áp dụng. Sau khi đó vừa được bắt lên, đem đi rửa sạch, chà lớp vỏ bên ngoài để không bị đóng cát, cặn. Tiếp đó tùy theo món mà chế biến hợp lý. Nhưng nhiều người dân Phú Yên thường chọn rang muối ớt, do vừa giữ được con sò nguyên vẹn, vừa có vị đậm đà dễ ăn. Bạn cũng có thể thử theo thuyền câu của ngư phủ ra chơi đâm khi màn đêm buông xuống. Sò huyết có thể được bắt và nướng ngay ở trên thuyền. Khi đó, bạn có thể vừa ăn sò huyết, vừa có thể nói đủ thứ chuyện và ngắm trời mây non nước, cảm giác thật sự rất là thú vị. 8. Ghẹ sông Cầu, đặc sản Tuy Hòa. Khi bạn đi du lịch Phú Yên, nhất định phải thưởng thức món đặc sản ghẹ sông Cầu. Loài ghẹ này thường to bằng nắm tay, mình xanh thẫm, càng và yếm lốm đốm trắng, béo mâm. Ghẹ có thể hấp, luộc, rang muối hoặc là nướng vỉ, là món lai dài rất là thú vị. Trên những quán ăn nổi dọc mép biển, bờ đầm, khách ngồi hóng gió mát, nhìn trời nước bao la, từ từ thưởng thức từng miếng thịt trắng muốt chấm với muối, vừa ăn vừa nhâm nhi ngụm rượu thật sảng khoái. Ghẹ sông Cầu thì thịt chắc, vị ngọt thơm là nhờ yếu tố của môi trường, nguồn nước ở đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài rất là ổn định về độ mặn, phong phú thực vật thủy sinh làm nguồn thức ăn cho ghẹ. Trong khá nhiều cách chế biến món ghẹ thì món ghẹ luộc, ghẹ hấp vẫn là phổ biến và ăn có cảm giác nhất. Cách ăn ấy đảm bảo độ đạm, mùi vị nguyên chất nhất. Nhưng đó là với những vị khách mà ít có dịp được thưởng thức món ăn đặc sản này. 9. Bánh bèo chén. Món đặc sản ngon nhất Phú Yên tiếp theo khi mình ghé thăm Phú Yên không thể thiếu đó chính là bánh bèo chén, một loại bánh được làm từ bột gạo, đổ vào chén nhỏ và hấp cách thủy. Khi bánh chín, người ta lấy bánh ra, rắc các loại nguyên liệu khác lên. Các nguyên liệu phổ biến thường thấy là trà bông, bánh mì cháy giòn tan, hẹ. Ngoài ra còn có một cách ăn khác vô cùng đặc biệt, đó là khi bánh chín, người ta rắc các nguyên liệu trước khi lấy bánh ra, rồi mang cả một mâm các chén bánh ra cho thực khách. Bánh khi này còn nóng hổi trong chén, bưng chén bánh bèo nhưng phải xoay liên tục để không bỏng tay. Mọi người có thể ăn vài mâm bánh bèo như chơi, một mâm khoảng tầm 10 chén. Nghĩ tới thôi là lòng đã muốn bồi hồi để đi thưởng thức ngay cái món nóng hổi ngon lành này rồi nhá. 10. Cơm gà Phú Yên. Một món đặc sản Phú Yên nữa không thể bỏ qua nếu bạn đến vùng đất này chính là cơm gà. Cơm gà Phú Yên nổi tiếng cũng như cơm sườn ở Sài Gòn vậy. Người dân ở đây có thể ăn cơm gà cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Không chỉ có thế, cơm gà còn được xuất hiện trong các đám cỗ linh đình, trong các buổi hội họp, vui chơi, gia đình quây quần bên mâm cơm gà. Món cơm gà này đặc biệt không giàu mỡ, cơm được nấu từ nước luộc gà, sau đó không qua chế biến rang hay là xào như các món cơm chiên Dương Châu, cơm gà xối mỡ. Gà được lấy từ gà ta thả vườn, thịt gà chắc, dai ngọt thịt. Một dĩa cơm gà thường có vài lát rau răm lên cùng một chén nước mắm chua ngọt để chấm cùng gà. Món cơm thanh đạm nhưng hương vị không hề đơn giản này chắc chắn sẽ làm bạn lưu luyến, muốn quay trở lại nơi đây thưởng thức vị cơm thơm ngon này nhiều lần hơn nữa. 11. Bánh canh hẹ, đặc sản Phú Yên. Món ăn đặc sản Phú Yên này rất phổ biến ở các tỉnh ven biển miền Trung, từ Đà Nẵng kéo dài đến vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Tùy vào từng địa phương mà món bánh canh được biến tấu với rất nhiều phiên bản khác nhau. Riêng với người Phú Yên, ngoài các nguyên liệu thường thấy như là chả cá, sợi bánh, thì màu xanh mướt cùng với vị thơm nồng của hẹ chính là điểm nhấn tạo nên sự hấp dẫn rất riêng đối với du khách khi được thưởng thức món ăn bình dị này. Sơ bánh canh được làm từ bột gạo, mềm nhưng khi nấu không bị gãy, dai và không bờ. Chả cá được làm từ các loại cá biển, có nhiều ở nơi đây như là cá muối, cá cơ, cá nhông. Thịt cá được giã nhuyễn, nặn thành từng miếng to, dày, hấp chín rồi chiên vang. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô sẽ biết món ăn đặc sản này ngon cỡ nào rồi. Du lịch Phú Yên và thưởng thức món bánh canh hẹ của buổi sáng là một điều hấp dẫn mà du khách không nên bỏ qua. Món ăn dân dã, bình dị là thế, nhưng hương vị thơm ngon của nó thì vẫn còn lưu luyến mãi đối với du khách. 12. Bánh hỏi lòng heo, món ngon Phú Yên. Bánh hỏi là một món ăn đã quá quen thuộc ở rất nhiều địa phương như là Vũng Tàu, Bến Tre, Nha Trang. Món ăn này được làm từ bột gạo, thêm chút mỡ hành béo ngậy, dùng kèm với thịt heo quay, vàng ruộm. Giòn tan, thêm chút vị chua cay mặn ngọt của nước chấm. Chỉ vậy thôi mà có đủ sức đánh gục vị giác của bất cứ một vị thực khách khó tính nào. Nhưng bánh hỏi lòng heo Phú Yên là sự hòa quyện của bánh hỏi trắng ngâm cùng với đĩa lòng luộc đầy đủ tim, gan, rồi lòng, thịt vai. Đã trở thành một món ăn sáng quen thuộc của không chỉ người dân địa phương mà khách du lịch khi đến đây cũng không thể bỏ qua món ăn này. Chẳng cần bày biện cầu kỳ, chính sự dân dã và mộc mạc như chính cái tình của người dân xứ Nẫu đã khiến cho bánh hỏi lòng heo trở thành món ăn đặc sản ẩm thực đối với nhiều người. Một đĩa bánh hỏi chuẩn vị không thể thiếu bánh hỏi, lòng heo, rau sống, nước mắm chấm. Những nguyên liệu cùng kết hợp tạo nên hương vị độc đáo cho món ăn này. 13. Phở cá mai, đặc sản Phú Yên. Đầm Ô Loan là nơi có nhiều cá mai nhất ở miền Trung. Loài cá đặc sản Phú Yên này xuất hiện nhiều từ tháng Giêng đến cuối mùa hè. Chúng được ngư dân đánh bắt bằng lưỡi cỡ nhỏ rồi chế biến nhiều món ăn nổi tiếng khắp vùng miền. Với các bạn sành ăn thì cá mai chế biến được món ngon nhất chính là gỏi. Chỉ cần chọn những con cá mai tươi ngon nhất rồi làm gia vị ăn kèm, gồm có chanh, đậu phộng, rau sống và không thể thiếu một chén mắm gừng giã nhỏ ăn kèm với bánh tráng nướng là hết sảy. Bạn có thể cảm nhận được mùi vị đặc trưng của món ăn này cùng với vị ngọt của cá là vị mặn dịu dịu của nước chấm, vị cay của ớt, vị chua của chanh, vị béo giòn của đậu phộng rang và bánh tráng. Nhón thêm một tép tỏi hay là trái ớt đỏ cay nông, càng ăn càng thêm khoái khẩu, càng cuốn càng muốn dùng hơn nhiều nữa. 14. Gỏi sứa Đầm Ô Loan, đặc sản Phú Yên. Với những người ở thành phố hay các tỉnh miền núi cao nguyên thì chắc chắn nên thử món ngon đặc sản Phú Yên cực kỳ đặc biệt này, vì đây là đặc sản chỉ có vùng biển mới có mà thôi. Nhiều người thường lo lắng vì sợ ăn sứa sẽ bị ngứa. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì người dân tại Phú Yên lựa chọn và chế biến rất kỹ. Sứa thường được dùng để nấu ăn tại đây là loại sứa mà chân có màu trắng đục, có dáng dai, ăn vào giòn giòn, sật sật rất là đã. Việc chế biến món ăn đặc sản Phú Yên này cũng khá là đơn giản, chỉ cần trụng sứa sơ qua bằng một lượt nước ấm thì rổ sứa sẽ vơi đi một nửa, nhưng sứa sẽ có độ giòn, ngon hơn. Trộn đều các loại rau thơm với cơm dừa, đậu phộng rang, nước mắm ngon và ớt tỏi, thêm một miếng chanh, rồi xúc ăn cùng với bánh tráng nướng sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của sứa, có cảm giác sừng sực, giòn tan theo mỗi lần nhai, khiến những ai đã ăn sứa của Đầm Ô Loan một lần là nhớ mãi. 15. Nhum biển, đặc sản Tuy Hòa. Món ăn đặc sản Phú Yên này bạn phải nhất định thưởng thức một lần khi đến du lịch Phú Yên. Ngoài việc thỏa sức bơi lội giữa mênh mông sóng biển, lặn ngắm san hô, du khách có thể cùng ngư dân bắt nhum rồi thỏa sức nhâm nhi món đặc sản này mà trước kia chỉ có vua chúa mới được thưởng thức. Tùy vào sở thích của mỗi người mà có cách chế biến khác nhau. Nhum biển có thể chế biến thành vô vàn các món ăn ngon không thể cưỡng lại như nấu cháo, kho xào, nhồi với thịt cua, rang với cơm hay là nướng mỡ hành. Thậm chí, bạn cũng có thể ăn sống nhum như một món sashimi nổi tiếng ở trong ẩm thực của đất nước mặt trời mọc. 16. Cá nục, cá ổ hấp, cuốn bánh tráng. Nếu du khách nào mà đi du lịch tới Phú Yên mà không thưởng thức món cá nục, cá ổ hấp thì thật là lãng phí. Đây là món ăn dân dã của ngư dân vùng biển ở nơi đây. Cá được chọn săn chắc, tươi ngon, sau khi được làm sạch sẽ, sẽ tẩm ướp một chút gia vị cay cay của hành tím, hành lá, của trái ớt thái nhỏ để ngấm dần đều và hấp cách thủy trong khoảng 30 cho đến 45 phút. Sẽ khiến cho món cá nục mềm không quá nhừ và đậm đà mùi thơm ngọt vị đậm đà riêng của Phú Yên. Sẽ ngon và tuyệt vời hơn khi bạn ăn cá nục hấp nóng hổi chấm với nước mắm. Với nước chấm thì không chỉ nguyên là nước mắm nguyên chất mà còn được làm từ chính vị ngọt của cá nục hấp nóng hổi, mang tới hương vị chua cay, thơm nồng, lại càng thu hút thực khách muốn ăn hoài món này không nữa. Vlog Blog Du lịch đã cùng các bạn cùng nhau khám phá 15 món ăn đặc sản ở Phú Yên rồi nhé. Hy vọng với list 15 món ăn đặc sản Phú Yên thơm ngon này thì sẽ giúp cho chuyến du lịch Phú Yên của bạn thêm nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn nhé. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.